Hello cả nhà, ngày hôm nay thì mọi người cùng với mình chúng ta cùng thua cái nồi chiên không dầu Mamori này ha. Bắt đầu thôi nè. Có nồi chiên không dầu thì mọi người không còn ngại vào bếp nữa ha. Bây giờ mọi người rất ngại vào bếp nhưng mà tôi nghĩ là sẽ không như vậy nữa đâu ha. Đây các bạn nhìn thấy không, nhà sản xuất gói này chúng ta rất là cẩn thận, bên ngoài cũng phải chống sốc rất là dày. Và bây giờ chúng ta sẽ thôi thành ha. Có nồi chiên không dầu thì chị em mình làm được rất là nhiều món luôn, hấp đồ ăn hay là hâm nóng hay là chiên nướng gì cũng được hết á. Nó không có sử dụng dầu nhưng mọi người sẽ hạn chế tối đa 90% lượng dầu mỡ luôn. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ thấy á, có một cái quyển hướng dẫn, có một quyển hướng dẫn đầy đủ hết. Tí nữa thì sẽ làm cho mọi người một cái video hướng dẫn mọi người sử dụng, cũng như là sẽ làm những cái video món ăn cho mọi người thưởng thức ha. Đây thì có một cái hướng dẫn món ăn của ông chủ rất là nhiều thứ mọi người ơi. Đây là phiếu bảo hành nha chị em, phiếu bảo hành rồi hướng dẫn nè, hướng dẫn là món ăn nè, phiếu bảo hành đầy đủ. Bắt đầu luôn nè, đây là cái thời lễ bỏ xuống và đây là nhân vật chính nè mọi người ơi. Rất là to, rất là to và rất là hiện đại. Tiếp tục mình sẽ bóc cái lớp này ra. Một cái màu xanh rất là hiện đại mọi người. Và hiện tại á, nó còn được dán niêm phong lại mọi người thấy không? Từ cái nồi của chúng ta. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tháo cái màn nhựa bảo vệ cái nồi chiên không dầu của chúng ta ra ha. Mamori. Đây mình sẽ mở cái khay ra. Đây, ở bên trong nó. Cái lồng của nó có coi như thế này. Rất là to, rất là rộng nha mọi người, cực kỳ rộng luôn. Chiếc nồi này sẽ làm chín thức ăn bằng cái luồng không khí nóng lưu thông bên trong nồi nha mọi người. Hôm nay á, thì My sẽ chiên đùi gà bằng cái nồi chiên không dầu này ha. Nồi chiên không dầu Mamori. Ở trên nồi nó sẽ có để là đùi gà là 200 độ C nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vào sát hướng dẫn mình xem là thời gian bao lâu. 20 đến 30 phút. Rồi bắt đầu bây giờ My sẽ cho cái đùi gà này vào trong cái nồi chiên không dầu này ha. My sẽ lấy tay luôn. Rồi chúng ta sẽ để nó vào đây. Mọi người để vào trong cái lồng nồi. Sau đó mọi người sẽ để nó ngay ngắn và đóng nó lại. Đóng sát vô cho chị em nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ điều chỉnh thời gian nè mọi người nhìn em làm ha. Em sẽ điều chỉnh thời gian là 30 phút và nhiệt độ là 180. Vì mới sử dụng lần đầu á cho nên mới chỉnh nhiệt độ là 180 thôi. Để xem thôi, một lát nữa xem thực phẩm của mình như thế nào rồi mình sẽ điều chỉnh tiếp ha. Khi máy hoạt động á thì nó sẽ có cái tiếng ù ù nhỏ như thế này ha. Hết thời gian là máy nó báo cái tiếng như thế đó mọi người. Hello mọi người, bây giờ tới cái khâu mà ai cũng thích hết, đó là gà của chúng ta đã chiên xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem gà của mình chín như thế nào, có đều hay không và có còn nhiều dầu ở trên đó hay không ha. Và đặc biệt là mấy chiên không cần dầu nha, mình không hề bỏ dầu lên trên hay là vớt dầu lên trên gà gì hết. Ôi, thơm quá mọi người ơi, rất là thơm luôn. Rồi bây giờ sẽ mở cái đầu gà. Ở bên ngoài thì nó giòn nè, mọi người có thấy không? Còn bên trong để xem nó có chín hay không nha. Mọi người sẽ xé nó ra nha. Nóng quá. Thật sự là My không có biết nấu ăn, nhưng mà từ khi có cái nồi chiên không dầu này rồi tự nhiên cảm thấy thích nấu ăn. Và mình thích chế biến, mình tập làm các cái món ăn. Rồi mình cứ việc bỏ vào nồi và cái việc còn lại là cái nồi nó sẽ làm việc cho mình thôi. Ôi nóng quá. Nó chín hết ở bên trong đó mọi người, bên ngoài rất là giòn. Mọi người nha, bên ngoài rất là giòn và bên trong thì rất là mềm, chín mềm hết ở bên trong luôn. Nóng lắm, vừa mới ra lò. Nóng dầu
lớp bên ngoài giòn, lớp bên trong rất là mềm và ngọt. Đặc biệt là hạn chế được 90% lượng dầu mỡ trong thực phẩm. Chúng ta sử dụng loại thịt dầu thì rất là tốt cho sức khỏe ha. Wow. Da nó là một cái da rất là giòn luôn. Thì sẽ làm việc gì muốn ăn cũng được cái thịt dầu này. Bye bye mọi người ha, mình sang hết phần 12. Còn khâu rửa nồi nữa mọi người ơi. Và cái nồi này á, nó được sơn chống dính cho nên là chúng ta rửa rất là dễ dàng. Mọi người chỉ cần lau nhẹ qua như thế này với nước rửa chén thôi là xong rồi, rất là đơn giản.